Xin được gửi lời chào tới các học sinh. Chào mừng các em học sinh đã tham gia buổi học môn toán 10, nội dung hình học ngày hôm nay. Thầy là Nguyễn Đắc Thắng, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong tiết học trước, chúng ta đã sử dụng phương pháp tọa độ để tìm hiểu về đối tượng là đường tròn. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm một số các bài tập liên quan đến phương trình đường tròn. Và bên cạnh đó, sẽ cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tròn với đường thẳng. Mời các em chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay bằng việc đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức của buổi học trước. Trong buổi học trước, chúng ta đã nói về phương trình của đường tròn. Và trong mặt phẳng tọa độ OXY, nếu chúng ta cho điểm Y có tọa độ x0, y0 và số thực R lớn hơn 0, thì phương trình đường tròn tâm Y tọa độ x0, y0 bán kính R sẽ có dạng x chứa x0 bình phương cộng Y chứa y0 bình phương bằng R bình phương. Chúng ta cũng có dạng khai triển của phương trình đường tròn. Phương trình x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 là phương trình của đường tròn c khi và chỉ khi a bình cộng b bình trừ c lớn hơn 0. Và khi đó, đường tròn c của chúng ta sẽ có tâm y tọa độ là ab và bán kính r sẽ được tính theo công thức căn bậc 2 của a bình cộng b bình trừ c. Như vậy, với những kiến thức chúng ta vừa nhắc lại ở phần trên. Mời các em chúng ta cùng làm một bài tập để vận dụng lại các kiến thức đó trước khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu về mối liên hệ giữa đường tròn và đường thẳng. Bài toán của chúng ta phát biểu như sau. Trong mặt phẳng tọa độ o Y, cho điểm Y tọa độ 02 và điểm A tọa độ trừ 40. Yêu cầu đầu tiên, hãy viết phương trình đường tròn C1 có tâm Y và đi qua điểm A. Yêu cầu thứ hai, viết phương trình đường tròn C ngoại tiếp tam giác OIA với O là góc tọa độ, độ. Và yêu cầu thứ ba, hãy viết phương trình đường thẳng D tiếp xúc với đường tròn C1 tại điểm A. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài và dành thời gian suy nghĩ trước khi xem phần tiếp theo. Ở ý thứ nhất, chúng ta đã có tâm Y và ta biết đường tròn C1 đi qua điểm A. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có độ dài của IA sẽ là độ dài bán kính của đường tròn. Với tọa độ điểm I và tọa độ điểm A đã cho trước, chúng ta dễ dàng tính được độ dài của IA bằng độ dài của vector IA và bằng căn bậc 2 của chữ 4 chữ 0 bình phương cộng với 0 chữ 2 bình phương và kết quả là 2 căn 5. Như vậy đường tròn C1 của chúng ta sẽ có tâm I tọa độ 0,2 và bán kính R bằng 2 căn 5. Nên từ đây đường tròn c một của chúng ta sẽ có phương trình x trừ 0 bình phương cộng y trừ 2 bình phương bằng 2 căn 5 bình phương. Hay chúng ta viết lại x bình phương cộng y trừ 2 bình phương bằng 20. Như vậy chúng ta đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất. Mời các em chúng ta cùng đến với yêu cầu thứ hai. Đề bài yêu cầu viết phương trình đường tròn C là đường tròn ngoại tiếp tam giác OIA. Ở đây tọa độ điểm Y điểm A đã biết và vì O là gốc tọa độ nên điểm O cũng sẽ có tọa độ là 0, 0. Từ đây chúng ta đưa về một bài tập chúng ta đã làm trong tiết học trước là viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm cho trước. Và chúng ta sẽ sử dụng phương trình đường tròn ở dạng x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 với điều kiện a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn 0. Vì các điểm O, I, A nằm trên đường tròn cho nên tọa độ của các điểm này sẽ thỏa mãn phương trình của đường tròn. Như vậy, chúng ta thay lần lượt tọa độ các điểm O, I, A vào phương trình của đường tròn C, chúng ta sẽ có được một hệ gồm 3 phương trình, cụ thể như sau. Với điểm O tọa độ 0, 0, chúng ta thay vào phương trình của đường tròn, chúng ta ra được kết quả C bằng 0. Điểm I có tọa độ 0, 2 nằm trên đường tròn, chúng ta thu được phương trình 4 4B cộng C bằng 0. Và điểm A tọa độ 4 0 nằm trên đường tròn nên thay tọa độ điểm A vào phương trình đường tròn C ta được 16 cộng 8A cộng C bằng 0. Từ đây ta dễ dàng giải được A bằng 2, B bằng 1 và C bằng 0. Kiểm tra chúng ta thấy thỏa mãn điều kiện A bình cộng B bình trừ C lớn hơn 0. Từ đây, chúng ta có phương trình của đường tròn C sẽ có dạng x bình cộng y bình cộng 4x trừ 2y bằng 0. Như vậy yêu cầu thứ hai cũng đã được giải quyết xong. Ở yêu cầu thứ hai này thì mời chúng ta sẽ cùng quan sát hình vẽ để chúng ta cùng xem có cách làm nào khác đối với yêu cầu thứ hai này hay không. Chúng ta nhận xét tam giác AIO có đặc điểm điểm Y nằm trên trục tung và điểm A nằm trên trục hoành. Điểm O là gốc tọa độ. Từ đây chúng ta suy ra tam giác AIO là tam giác vuông tại O. Và như chúng ta đã biết, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác vuông nằm tại trung điểm của cạnh huyền. Vậy thì từ đây chúng ta có một cách làm khác để giải quyết yêu cầu thứ hai cụ thể như sau. Chúng ta gọi M là trung điểm của cạnh huyền IA và dựa vào công thức tọa độ trung điểm dễ dàng suy ra tọa độ điểm M là trừ 2, 1. Và điểm M này cũng chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OIA. Bán kính R của đường tròn khi này sẽ bằng độ dài của đoạn IM và bằng độ dài của vector IM. Sử dụng công thức tính độ dài của một vector, chúng ta cũng ra được kết quả IM bằng căn 5. Và khi đã có tọa độ tâm và độ dài bán kính thì chúng ta thay vào phương trình của đường tròn thì chúng ta sẽ được trừ đi trừ 2 bình phương cộng y trừ đi 1 bình phương bằng căn 5 bình phương hay viết lại là x cộng 2 bình phương cộng y trừ 1 bình phương bằng 5. Và nếu chúng ta khai triển các bình phương ra thì chúng ta cũng sẽ thu được phương trình đường tròn C giống như cách làm thứ nhất chúng ta đề cập đến ở phần trước. Như vậy trong một số tình huống nếu như dựa vào tính chất hình học chúng ta phát hiện được điểm đặc biệt của bài toán thì chúng ta có thể có cách làm ngắn gọn hơn. Các em cũng cần lưu ý về điều này. Chúng ta cùng đến với yêu cầu số 3. Yêu cầu số 3 yêu là viết phương trình đường thẳng D tiếp xúc với đường tròn C1 tại điểm A. Trong tình huống này thì chúng ta cần ghi nhớ lại một kiến thức từ lớp 9 chúng ta đã học. Đó là điều kiện để một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn. Ở trong tình huống này ta sẽ sử dụng điều kiện đó là Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại điểm A nó sẽ vuông góc với bán kính của đường tròn tại tiếp điểm. Tức là IA trong tình huống này sẽ vuông góc với đường thẳng D. Vậy với tính chất hình học trên thì chúng ta có phương pháp để làm ý C như sau. Vì đường thẳng D tiếp xúc với đường tròn C1 tại A nên chúng ta có IA sẽ vuông góc với D tại A. Khi đó đường thẳng D sẽ nhận vectơ IA có tọa độ là -4, -2 là một vectơ pháp tuyến. Và từ đây chúng ta có thể chọn một vectơ pháp tuyến khác của đường thẳng D có tọa độ đơn giản hơn, đó là vectơ n tọa độ 2 1. Và như vậy đường thẳng D sẽ đi qua điểm A tọa độ -4 0 và có vectơ pháp tuyến n là 2 1. Từ đây chúng ta sẽ có phương trình của đường thẳng D sẽ có dạng 2x cộng x với 4 cộng với 1 nhân y trừ đi 0 bằng 0. Rút gọn đi chúng ta được phương trình 2x cộng y cộng 8 bằng 0. Như vậy yêu cầu thứ 3 đã được giải quyết xong. Và một chú ý sau khi giải quyết ý thứ 3 này thì chúng ta thấy đường thẳng D có phương trình 2x cộng y cộng 8 bằng 0 và D là tiếp xúc với đường tròn C1. Vậy từ đây phương trình 1 chính là phương trình tiếp tuyến của đường tròn C1 tại A. Và dựa vào ví dụ này, thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một phần kiến thức rất là quan trọng, đó là phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Chúng ta có bài toán tổng quát như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OI, cho điểm Y tọa độ AB và một điểm M0 có tọa độ X0Y0, ta gọi D là tiếp tuyến với đường tròn C tại điểm M0. Hãy chứng minh, đường thẳng D sẽ có phương trình là x0 trừ A nhân x x0 cộng y0 trừ B nhân y y0 bằng 0. Mời các em chúng ta cùng chứng minh kết quả trên dựa trên thao tác chúng ta đã làm yêu cầu 3 trong uh, bài toán uh, mở đầu. Và chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Đường thẳng D là tiếp tuyến với đường tròn C tại điểm M0. Khi và khi YM0 vuông góc với đường thẳng D tại M0. Khi đó đường thẳng D đi qua điểm M0 có tọa độ x0 y0 và sẽ nhận vector IM0 có tọa độ x0 a y0 b là vector phát tuyến của đường thẳng D. Từ đây chúng ta sẽ có phương trình của đường thẳng D. (x0 a) nhân (x x0) cộng (y0 b) nhân (y y0) bằng 0 và đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy chúng ta thấy để chứng minh được kết quả này hết sức đơn giản. Và bởi vì tính đơn giản của kết quả này và câu hỏi về tiếp tuyến của đường tròn cũng là một câu hỏi chúng ta thường gặp khi làm bài toán với đường tròn. Từ đây chúng ta có định nghĩa như sau. Phương trình x0 a nhân x x0 cộng y0 b nhân y y0 bằng 0 sẽ là phương trình của đường tròn có dạng x chữ a bình phương cộng y trừ b bình phương bằng r bình phương tại điểm m0 có tọa độ x0 y0 nằm trên đường tròn. Mời các em chúng ta cùng ghi lại định nghĩa trên và chúng ta ghi nhớ dạng phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M0 có tọa độ x0, y0 của đường tròn cho trước. Ở trên màn hình, thầy sẽ chiếu hình ảnh minh họa của bài toán này. Và như vậy, để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, đó chính là chúng ta sử dụng phương trình tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn mà chúng ta vừa đề cập đến ở trên. Và cách thứ hai, chúng ta cũng có thể sử dụng cách làm giống như ở bài toán đầu tiên chúng ta đưa về bài toán viết phương trình đường thẳng có tính chất tính chất thứ nhất có thể là đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm cho trước và tính chất thứ hai đó là đường thẳng sẽ cách tâm y của đường tròn một khoảng bằng bán kính r của đường tròn như vậy dựa trên hai cách trên thì chúng ta sẽ giải quyết các bài toán liên quan đến phương trình tiếp tuyến của đường tròn Tiếp theo, mời các em chúng ta cùng sang các ví dụ vận dụng. Ví dụ thứ nhất, cho đường tròn C có phương trình x chữ 1 bình phương cộng y chữ 2 bình phương bằng 8 và điểm M có tọa độ là 3, 4. Yêu cầu đầu tiên, chứng tỏ rằng điểm M sẽ nằm trên đường tròn C. Và yêu cầu thứ hai, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C tại điểm M. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài trước khi xem phần tiếp theo. Việc đầu tiên, để kiểm tra điểm M có nằm trên đường tròn C hay không, chúng ta sẽ thay tọa độ điểm M vào phương trình của đường tròn C. Nếu kết quả là một đẳng thức đúng, thì ta sẽ có điểm M nằm trên đường tròn C. Như vậy điểm M có tọa độ là 3, 4, chúng ta thay vào vế trái của phương trình đường tròn C. Chúng ta sẽ được kết quả 3 1 trong ngoặc bình phương cộng với 4 2 trong ngoặc bình phương sẽ bằng 2 bình cộng 2 bình bằng 8. Như vậy bằng vế phải của phương trình đường tròn C. Từ đây ta suy ra tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình đường tròn C, tức là điểm M sẽ nằm trên đường tròn C. Với việc đã xác định được điểm M nằm trên đường tròn C và đường tròn C dễ dàng chỉ ra được tọa độ tâm Y là 1, 2 thì ta có thể viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn C tại điểm M có tọa độ 3, 4 dựa trên định nghĩa như sau. Chúng ta thay x0 bằng 3, y0 bằng 4, a bằng 1, và b bằng 2 vào phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Ta được 3 1 nhân x 3 cộng với 4 2 nhân y 4 bằng 0 và rút gọn phương trình đi, ta được kết quả x y 7 bằng 0. Như vậy, hai yêu cầu trong ví dụ đầu tiên chúng ta đã giải quyết hết sức là nhanh chóng. Với các em, chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai cho đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình trừ 4x cộng 6y cộng 3 bằng 0. Yêu cầu đầu tiên, tìm tọa độ tâm y và bàn kính R của đường tròn C. Yêu cầu thứ hai, viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn C đi qua điểm A tọa độ 1, 0. Yêu cầu thứ ba, viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn C, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng D có phương trình tổng quát 3x trừ y bằng 0. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài và dành thời gian để suy nghĩ hướng giải cho ví dụ thứ hai. Ở yêu cầu đầu tiên trở nên rất quen thuộc đối với chúng ta, chúng ta có thể xác định được tọa độ tâm và bán kính của đường tròn C một cách dễ dàng. Cụ thể ở đây chúng ta xác định được hệ số A là bằng 2, hệ số B bằng trừ 3 và hệ số C bằng 3 chúng ta kiểm tra điều kiện A bình cộng B bình trừ C sẽ bằng 4 cộng 9 trừ 3 bằng 10 lớn hơn 0. Như vậy phương trình đường tròn C sẽ có tọa độ tâm Y là 2 trừ 3 và bàn kính R là bằng căn bậc 2 của 10. Chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu thứ nhất của ví dụ 2. Yêu cầu thứ hai của bài toán là viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn C đi qua điểm A tọa độ 1 0. Chúng ta lưu ý cách dùng từ trong uh, câu hỏi này. Đề bài không nói điểm A có là tiếp điểm hay không. Như vậy việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là kiểm tra xem điểm A có nằm trên đường tròn C hay không. Nếu như điểm A nằm trên đường tròn C thì tiếp tuyến của đường tròn đi qua điểm A thì điểm A sẽ chính là tiếp điểm. Còn trong trường hợp điểm A không nằm trên đường tròn C thì chúng ta sẽ có cách làm khác. Vậy để kiểm tra điểm A có nằm trên đường tròn C hay không thì chúng ta thay tọa độ điểm A vào phương trình đường tròn C. Cụ thể, chúng ta thay x bằng 1, y bằng 0 vào vế trái của phương trình đường tròn C. Ta được kết quả 1 bình phương cộng 0 bình phương trừ 4 nhân 1 cộng 6 nhân 0 cộng 3. Và rút gọn đi, ta ra được kết quả bằng đúng 0. Như vậy từ đây, điểm A sẽ nằm trên đường tròn C. Vậy ta đưa về bài toán quen thuộc giống như trong ví dụ 1. Phương trình tiếp tuyến với đường tròn C có tâm Y tọa độ 2-3, tại điểm A có tọa độ 1-0, sẽ có dạng như sau. 1-2 nhân với X-1 cộng với 0 trừ đi trừ 3 nhân với Y-0 bằng 0, và rút gọn đi ta được phương trình trừ X cộng 3Y cộng 1 bằng 0. Vậy đây chính là phương trình tiếp tuyến cần phải viết. Tiếp theo mời các em chúng ta đến với yêu cầu thứ ba là viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn C song song với đường thẳng D có phương trình dạng 3x trừ y bằng 0. Như vậy trong tình huống này thì đề bài chưa đề cập đến tiếp điểm. Vậy chúng ta sẽ không sử dụng định nghĩa để chúng ta viết phương trình tiếp tuyến mà chúng ta sẽ sử dụng cách 2 đó là đưa về bài toán viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Và vì nó là tiếp tuyến của đường tròn C, nên như chúng ta đã biết, khoảng cách từ tâm của đường tròn C đến đường thẳng đó phải bằng đúng bán kính. Vậy với gợi ý trên, mời các em chúng ta cùng thực hiện lời giải. Cụ thể như sau, đường tròn C của ta có tâm Y tọa độ 2 3 và bán kính R bằng căn 10 nếu ta gọi delta là tiếp tuyến của đường tròn C cần viết phương trình thì vì delta song song với đường thẳng D nên phương trình của delta sẽ có dạng 3x trừ y cộng C bằng 0. Vì delta tiếp xúc với đường tròn C nên ta suy ra khoảng cách từ tâm y đến đường thẳng delta phải bằng bán kính R. Và đến đây chúng ta sử dụng công thức khoảng cách đã được học trong các tiết học trước. Ta sẽ được kết quả trị tuyệt đối của 3 x 2 trừ đi trừ 3 cộng C chia cho căn bậc 2 của 3 bình cộng với trừ 1 bình phương bằng căn 10. Và giải phương trình trị tuyệt đối này chúng ta sẽ được hai kết quả là C bằng 1 hoặc C bằng trừ 19. Từ đây chúng ta sẽ kết luận được phương trình đường thẳng delta là tiếp tuyến của đường tròn C sẽ có dạng 3x trừ y cộng 1 bằng 0 hay 3x trừ y trừ 19 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Như vậy ví dụ 2 đã kết thúc và ở ví dụ 2 này cho chúng ta cả hai phương pháp để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Cách thứ nhất là dựa trên định nghĩa và cách thứ hai là chúng ta đưa về bài toán viết phương trình đường thẳng. Tiếp theo, mời các em chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Cho đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình trừ 6x cộng 2y cộng 6 bằng 0 và điểm A có tọa độ 1, 3. Yêu cầu đầu tiên, hãy tìm tọa độ tâm Y và bán kính R của đường tròn C. Đây là một câu hỏi đã trở nên rất quen thuộc đối với chúng ta. Yêu cầu thứ hai, chứng tỏ rằng điểm A sẽ nằm ngoài đường tròn C. Và yêu cầu thứ ba, hãy viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn C xuất phát từ điểm A. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài dành thời gian suy nghĩ trước khi tiếp tục xem phần tiếp theo của bài giảng. Ở yêu cầu thứ nhất trở nên rất quen thuộc cho nên thầy sẽ đi nhanh yêu cầu thứ nhất. Chúng ta sẽ có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng trừ 1, hệ số C bằng 6 và biểu thức A bình cộng B bình trừ C cho kết quả bằng 4. Từ đây tọa độ tâm Y sẽ là 3 1 và bán kính của đường tròn sẽ bằng căn bậc 2 của 4, tức là bằng 2. Tiếp theo đến yêu cầu thứ hai chứng tỏ điểm A nằm ngoài đường tròn C. Trong kiến thức lớp 9, chúng ta đã biết vị trí tương đối của một điểm với một đường tròn. Muốn kiểm tra một điểm nằm ngoài đường tròn thì chúng ta sẽ so sánh khoảng cách từ điểm đó đến tâm đường tròn với bán kính R. Nếu như khoảng cách từ điểm đó đến tâm của đường tròn lớn hơn bán kính thì điểm đó sẽ nằm ngoài đường tròn. Như vậy với việc tọa độ tâm Y là 3 1 đã biết trước và điểm A tọa độ 1 3 cũng đã biết, từ đây chúng ta dễ dàng tính được độ dài của đoạn IA sẽ bằng căn bậc 2 của 1 3 trong ngoặc bình phương cộng với 3 đi 1 trong ngoặc bình phương và ta ra kết quả bằng căn 20 là bằng 2 căn 5 và như vậy lớn hơn 2 là bán kính của đường tròn. Từ đây ta kết luận điểm A sẽ nằm ngoài đường tròn. Và với việc đã chứng minh được điểm A nằm ngoài đường tròn thì chúng ta sẽ chuyển sang yêu cầu thứ ba là viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C xuất phát từ điểm A. Mời các em chúng ta sẽ cùng xem hình vẽ minh họa của bài toán. Khi chúng ta đã vẽ được đường tròn C và điểm A tọa độ 1, 3. Thì như chúng ta đã biết, từ một điểm nằm ngoài đường tròn, ta có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn. Như vậy, ở trên màn hình, chúng ta sẽ thấy hình vẽ minh họa của bài toán. Với hình vẽ minh họa như trên, thì chúng ta sẽ giải quyết yêu cầu thứ ba như sau. Phương trình đường tròn C có tâm Y tọa độ 3 1 và bán kính bằng 2 chúng ta sẽ chuyển về bài toán viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và tiếp xúc với đường tròn có tọa độ tâm và bán kính cho trước. Ta sẽ gọi delta là phương trình tiếp tuyến cần tìm và có vectơ phát tuyến là vectơ n có tọa độ AB với điều kiện A bình cộng B bình khác không, tức là A và B không đồng thời bằng 0. Chúng ta sử dụng dữ kiện là tiếp tuyến đi qua điểm A. Tức là điểm A sẽ nằm trên đường thẳng delta Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra phương trình đường thẳng delta sẽ có dạng A nhân x trừ 1 cộng B nhân y trừ 3 bằng 0. Và nhiệm vụ của chúng ta là đi xác định hệ số A, B trong phương trình này. Và để làm được điều đó thì chúng ta dựa vào tính chất đó là đường thẳng delta là tiếp tuyến của đường tròn thì khoảng cách từ tâm y của đường tròn đến đường thẳng delta sẽ bằng đúng bán kính. Và như vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức khoảng cách ở đây một lần nữa. dùng công thức tính khoảng cách từ tâm y đến đường thẳng delta và đặt bằng bán kính r giúp ta có được phương trình trị tuyệt đối của 2a 4b sẽ bằng 2 lần căn bậc 2 của a bình cộng b bình và hai vế đều không âm ta bình phương hai vế rút gọn đi và thu được phương trình dạng tích là b nhân với 3b 4a bằng 0 từ đây chúng ta sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất nếu như hệ số B bằng 0, thì ta sẽ chọn A là một số thực tùy ý khác không. Để đơn giản, chúng ta sẽ chọn A bằng 1. Từ đây, chúng ta sẽ có phương trình Delta có dạng X-1 bằng 0. Trường hợp thứ hai nếu 3B-4A bằng 0, thì ta chọn được cặp số AB. Cặp đơn giản nhất chúng ta có thể chọn là A bằng 3, B bằng 4, thỏa mãn điều kiện. Và từ đây chúng ta sẽ có phương trình delta có dạng 3x cộng 4y trừ 15 bằng 0. Như vậy đúng như hình vẽ minh họa, chúng ta đã ra được hai phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua điểm A nằm ngoài đường tròn. Đó là phương trình có dạng x trừ 1 bằng 0 và phương trình 3x cộng 4y trừ 15 bằng 0. Như vậy ví dụ 3 của chúng ta đã được giải quyết xong. cuối cùng, mời các em chúng ta cùng sang ví dụ số 4. Ví dụ số 4 sẽ cho chúng ta một tình huống nữa, đó là tình huống liên hệ giữa đường tròn và đường thẳng. Nội dung của ví dụ số 4 như sau. Cho đường tròn C có phương trình x trừ 1 bình phương cộng y trừ 1 bình phương bằng 8 và đường thẳng D có phương trình tổng quát x cộng y trừ 2 bằng 0. Chúng ta cũng có hai yêu cầu Yêu cầu thứ nhất, chứng tỏ rằng đường thẳng D sẽ cắt đường tròn C tại hai điểm phân biệt. Và yêu cầu thứ hai, lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn C tại các giao điểm đó. Ở trong phần phương trình đường thẳng, chúng ta đã gặp bài toán tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và khi đó nó sẽ là nghiệm của hệ phương trình tạo bởi hai đường thẳng. Vậy trong tình huống này, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự đối với việc tìm giao điểm giữa đường thẳng và đường tròn. Mời các em chúng ta cùng suy nghĩ trước khi xem tiếp phần tiếp theo của bài giảng. Như vậy với gợi ý ở trên thì chúng ta sẽ xét hệ phương trình tạo bởi hai phương trình. Một phương trình là phương trình của đường tròn C và một phương trình là phương trình của đường thẳng D. Đây là hệ phương trình có chứa một phương trình bậc nhất là x cộng y trừ 2 bằng 0 và chúng ta đã gặp trong phần đại số 10 học kỳ 1. Phần giải hệ phương trình này sẽ dành lại cho các em. Ở đây thầy sẽ xin phép viết luôn kết quả nghiệm của hệ phương trình này. Giải hệ phương trình trên thì chúng ta sẽ được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là cặp xy có giá trị 3 1 và nghiệm thứ hai là cặp xy có giá trị -1 3. Như vậy bởi vì hệ phương trình của chúng ta ra hai nghiệm nên từ đây chúng ta sẽ kết luận đường thẳng D sẽ cắt đường tròn C tại hai điểm phân biệt. Và tất nhiên, hai điểm này sẽ nằm trên đường tròn. Vậy thì cái ý thứ hai của chúng ta là lập phương trình tiếp tuyến với C tại các giao điểm đó sẽ trở nên đơn giản và chúng ta có thể sử dụng định nghĩa để chúng ta giải quyết phần phương trình tiếp tuyến ở ý B. Cụ thể như sau. Chúng ta đặt điểm A là điểm có tọa độ 3 1 và điểm B là điểm có tọa độ 1 3. Đường tròn C có tâm Y tọa độ là 1 1. Từ đây, phương trình tiếp tuyến tại điểm A sẽ có dạng 3 1 nhân x 3 cộng với -1 1 nhân với y d 1 bằng 0. Và rút gọn phương trình này, ta được kết quả x y 4 bằng 0. Vậy ta được phương trình tiếp tuyến tại điểm A. Và thực hiện thao tác làm tương tự chúng ta sẽ có phương trình tiếp tuyến tại điểm B sẽ có dạng x trừ y cộng 4 bằng 0. Như vậy hai yêu cầu của ví dụ 4 đã được giải quyết xong. Như vậy qua bốn ví dụ trên, hy vọng các em đã ghi nhớ được phương trình tiếp tuyến và vận dụng linh hoạt vào các cái bài toán yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến trong các tình huống khác nhau. Tổng kết lại các nội dung chúng ta đã cùng trao đổi và thảo luận trong buổi ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta đã biết được dạng phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên đường tròn. Nội dung thứ hai, chúng ta đã thực hiện các bài toán viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn trong các tình huống: biết tọa độ tiếp điểm, biết phương của tiếp tuyến, trong tình huống này chúng ta là phương song song với một đường thẳng cho trước. Biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước. Và nội dung thứ ba chúng ta đã thực hiện đó là xác định tọa độ giao điểm của đường tròn và đường thẳng. Như vậy với các ví dụ đã được đưa ra trong bài học, rất hy vọng các em đã nắm vững được về phương trình đường tròn và phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học và xin hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Xin chúc các em học tốt.